Xin cảm ơn các bạn quay lại với Phương's Kitchen. Phương đã có nhiều video clip chia sẻ về vỏ bánh bao, nhưng mà hôm nay mình sẽ dành trọn một cái clip hướng dẫn các bạn cách làm nhân bánh bao sao cho ngon. Như nhiều bạn đã biết thì nhân bánh bao cũng có thịt, mộc nhĩ, củ hành, củ sắn, cho nên là nhiều bạn làm rất là dễ bị lai căng qua cái vị của nhân xíu mại hay là chả giò. Cho nên là làm nhân bánh bao thực ra là nó còn khó hơn là làm cái phần vỏ bánh bao nữa đó các bạn. Gọi là khó thì chắc là cũng không đúng, mà nó hơi cầu kỳ chút xíu về nguyên liệu và vài bí quyết mình phải biết. Nhưng bánh bao thịt ngon là cái phần thịt nó không có bị khô mà nó có một cái độ dai giòn. Gia vị ướp đậm đà nhưng mà không có bị mặn mà nó thiên về cái vị ngọt chút xíu. Các nguyên liệu trong phần nhân cũng có một cái độ liên kết vừa phải, không quá chặt thành một khối thịt hấp mà nó cũng không có quá rời rạc. Thôi thì mình bắt tay vào làm nha. Về phần thịt thì mình sẽ sử dụng thịt đặc dăm 300g và mình bắt buộc phải có thêm cái phần mỡ. Đây là cái phần mỡ gáy. Ở ngoài hàng người ta kinh doanh thì người ta sử dụng mỡ thịt gần như là bằng nhau. Nhưng mà ở đây Phương sẽ sử dụng là 300g thịt và 200g mỡ. Các bạn cũng có thể mua thịt xay sẵn, nhưng mà Phương cảm nhận là mình mua thịt về tự xay hoặc là mình tự bằm thì nó sẽ càng ngon hơn nữa. Nếu nhà bạn nào có máy xay thì các bạn sử dụng cái lỗ 5mm nha. Đừng có xay cái lỗ quá nhỏ. Và đừng xay thịt bằng lưỡi dao, không thôi là sẽ thành giò sống nha. Phương cho ngay cái phần thịt này vào tủ đông đá khoảng chừng 20 đến 30 phút. Trong thời gian đó mình sẽ làm tiếp các nguyên liệu tiếp theo. Ở đây Phương có mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo 15g. Sau khi ngâm nước ấm cho nó nở thì mình sẽ bằm nhuyễn. 200g củ sắn hoặc là củ su hào, ở bên Phương thì khó kiếm được củ sắn. Mình sẽ trụng sơ trong nước sôi trong vòng 30 giây. Nếu chỗ bạn kiếm mua được củ sắn dễ dàng thì các bạn không cần làm bước này, nhưng mà đối với su hào thì các bạn cần nên làm. Để giúp cho su hào có độ mềm hơn chút xíu so với củ sắn và nó sẽ loại bỏ được cái lượng nước thừa, để phần nhân thịt không có bị quá ướt và cái mùi su hào nó cũng giảm bớt đi. Xả lại bằng nước lạnh và mình sẽ vắt ráo nước. Sau đó mình sẽ xắt thành những hạt lựu thật là nhỏ hoặc là bằm nhuyễn. 50g hành tím hay còn gọi là hành hương, mình cũng xắt hạt lựu. 100g hành tây thì là khoảng một củ hành nhỏ, mình cũng xắt hạt lựu. Mình cần hai loại hành tại vì hai loại hành này sẽ có cái vị ngọt và vị thơm hoàn toàn khác nhau. Đó là ba cái phần nguyên liệu quen thuộc đối với các bạn. Tiếp theo là mình cần có là xá bấu ngọt, hay còn gọi là củ cải muối, nhưng mà củ cải muối ngọt. Chờ châu Á chỗ Phương có bán, nó có hai loại nha, loại mặn và loại ngọt. Loại mặn thì người Việt Nam mình thường hay sử dụng để nấu hủ tiếu, nấu nước lèo. Loại này thì mình thường hay xào với trứng, ăn với cơm, hoặc là mình xào với hành, với tỏi, ăn kèm với bột chiên. Mình sẽ cần 40g. Và tất nhiên là mình sẽ phải bằm cho thật là nhuyễn ra. Tiếp theo là mình sẽ phải cần có cần tây 40g. Đây cũng là một bí quyết giúp cho cái nhân thịt bánh bao của mình rất là ngon và thơm. Cốc hành lá, mình chỉ lấy cái phần trắng bên dưới, còn cái phần lá xanh mình không có lấy nha. Phương cũng dùng là 40g và mình cũng đã có bằm nhuyễn. Hai cái lòng đỏ trứng muối Phương đã hấp chín, hoặc là bạn cũng có thể đậy kín lại và cho vào lò vi sóng 40 giây. Một cây lạp xưởng Phương đã chiên sơ và xắt hạt lựu. Lạp xưởng này Phương tự làm, có dịp mình sẽ chia sẻ sau. Bây giờ mình sẽ bước sang công đoạn sơ chế cái phần rau củ. Bạn cứ sử dụng dầu ăn bình thường, còn không thì các bạn ở Đức có thể kiếm mua được cái dạng này gọi là Gänsemaus, là một loại mỡ heo và mỡ ngỗng. Người ta thắn lấy cái phần mỡ và trong đây có hành phi rất là thơm, Phương hay sử dụng để kho cá, chiên xào. Hoặc là mình thắn cái nước mỡ này rưới lên xôi vò cũng rất là ngon. Trước tiên thì mình sẽ cho hành tím, còn gọi là hành hương vào trước. Cái phần hành hương này nếu mà các bạn không phi mà cho thẳng vào thịt thì cái thịt của mình nó sẽ bị đen, tại cái hành hương này nó sẽ chuyển màu. Hành hương sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều nếu mà mình xào trước khi cho vào thịt. Nguyên liệu tiếp theo Phương sẽ cho vào xào là mộc nhĩ, hay còn gọi là nấm mèo. Cái nấm mèo này nó không có một cái mùi vị gì đặc trưng hết, cho nên bạn cho thẳng vào thịt thì nó cũng không có ngon. Mình cũng sẽ xào sơ cho dậy mùi thơm.
Phương thì không có nêm nếm gì trong cái công đoạn này, nhưng mà nếu các bạn thích đậm đà thì có thể cho tí xíu hạt nêm. Bây giờ mình mới cho tiếp phần củ hành trắng. Mình chỉ có mục đích là đảo sơ cho nhạy mùi thơm chứ mình không có muốn làm cho nó chín. Cái phần hành này nha, Phương đã tắt lửa và mình cho cái phần su hào, cần tây. Lúc này là Phương đã tắt lửa rồi nha. Mỗi nguyên liệu Phương sẽ lần lượt cho vào và đảo chừng 10 giây thôi. Sau đó mình sẽ để hỗn hợp này thật là nguội thì mình mới cho vào thịt. Thịt sau khi để vào tủ đông đá 20 phút đến 30 phút thì nó sẽ có độ cứng và dai dẻo. Mình sẽ dùng cái tay và nhồi sơ khoảng chừng 2 đến 3 phút cho thịt thật là dẻo. Công đoạn này sẽ giúp cho thịt khi mà hấp lên sẽ có độ dai dẻo giòn mà nó không có bị bở rời rạc hoặc là bị sát. Khá là quan trọng nha, các bạn nhất định phải làm bước này. Mình sẽ cho tiếp lạp xưởng, xá bấu ngọt. Các bạn ăn miếng thịt mà nó trúng cái phần xá bấu nó có vị đậm đà và nó giòn giòn sần sật. Hai lòng đỏ trứng muối mình sẽ cho vào bóp nhuyễn. Đây là cái bí quyết mà mình thấy rất là ngon. Thịt sẽ rất là đậm đà mà các bạn không có cần dùng nhiều tới muối. Mình dùng tay và mình nhồi cho thật là đều để cho phần trứng muối này và thịt quyện đều với nhau. Công thức nhân bánh bao này của Phương mình sẽ không có sử dụng muối và tuyệt đối không có dùng nước mắm hay là nước tương. Các nguyên liệu hồi nãy mình đã sơ chế sơ, xào sơ trên chảo để nguội thì mình sẽ cho vào đây. Cuối cùng là gốc hành lá. Có một điều nữa Phương nói chắc là chạm thử ái của nhiều bạn, nhưng mà nhân bánh bao thì sẽ không có miến và cà rốt nha. Không thôi là các bạn sẽ bị lạc qua cái nhân chả giò. Mình bắt đầu nêm nếm 2/3 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường. Nhân bánh bao thịt sẽ có vị đậm đà và hơi ngọt tí xíu. Tiêu, các bạn nên dùng tiêu ngon, tiêu thơm nha. Cái phần tiêu này là rất 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 là quan trọng trong cái nhân bánh bao. Mình dùng nửa muỗng canh. Để tạo vị mặn thì mình cho thêm là 1 muỗng canh dầu hào. Như hồi nãy Phương nói mình sẽ không có nêm muối. Để thịt được thơm và khi hấp có cái màu đỏ hồng thì mình cần có rượu. Ở đây mình dùng rượu có nồng độ cao, rượu nếp mới 1 muỗng canh. Bạn nào thích cũng có thể sử dụng rượu mai quế lộ. Bạn nào thích gia vị đậm đà hơn, như là khẩu vị của Phương thì mình cho thêm vào đây là 1 muỗng canh char siu sauce. Ở đây là cái nước sốt mà mình dùng trong cái món xá xíu vừa rồi. Mình sẽ nêm vào thịt rất là ngon và thơm. Mặc dù trong đây mình không có cho thịt xá xíu, nhưng mà cảm giác khi ăn các bạn sẽ thấy thoang thoảng cái hương thịt xá xíu rất là ngon. Nếu bạn ăn được bột ngọt thì mình sẽ nêm thêm 1/2 muỗng cà phê, còn không thì cứ cho qua. Để tạo cho cái phần nhân có cái độ kết dính và mượt mà thì mình có cho thêm 1 muỗng cà phê bột bắp. Có bạn sẽ thích cho thêm tí xíu dầu mè, Phương thì không có cho, tùy khẩu vị gia đình bạn nha. Vậy là phần nhân của mình đã xong, mình nên để thịt trong tủ lạnh cho thấm gia vị trong vòng 15 đến 20 phút trước khi mình bắt bánh. Với số lượng nhân thịt này thì các bạn tùy độ lớn nhỏ mình sẽ bắt được tầm 16 đến 18 cái bánh. Mỗi phần nhân là tầm 50g, chưa tính trọng lượng của trứng cút hoặc là trứng muối. Trên màn ảnh các bạn xem là cái bánh bao Phương làm từ men tự nuôi, có dịp mình cũng sẽ chia sẻ. Cách nuôi men thì Phương cũng đã chia sẻ trong cái video clip hướng dẫn làm bánh bao xá xíu. Nếu thích các bạn có thể kiếm xem và bắt đầu nuôi men từ bây giờ. Các bạn thấy cái phần nhân bánh bao này của Phương như thế nào? Phương thấy là rất rất là ngon. Phương biết rất là nhiều bạn chưa có thích cái bánh bao truyền thống nhân thịt, tại vì cái nhân thịt thường các bạn hay nói là ăn nó ngán. Nhưng mà cái bánh bao nhân thịt ăn ngán chứng tỏ là cái bánh đó không phải là bánh thành công. Bánh bao ngon là các bạn sẽ thưởng thức cả cái phần vỏ và cả cái phần thịt. Chính vì vậy mà theo Phương biết ở Việt Nam có những cái khóa học mà người ta bỏ tiền ra đi học, chỉ học riêng về cái phần nhân bánh bao đó các bạn. Có thể là nhiều chị em nhìn thấy cái phần thịt mỡ thì hơi sợ, nhưng mà muốn ăn ngon nhiều khi phải chấp nhận nó là như vậy thôi. Phương quên, mình không có sử dụng thịt ba rọi nha.
Tuy là thịt ba rọi cũng có rất là nhiều mỡ, nhưng mà ba rọi nó sẽ có cái kết cấu khác và nó sẽ cho cái hương vị không thơm ngon bằng. Tất nhiên là mỗi nhà sẽ có khẩu vị khác nhau, mình không có dám chắc. Nhưng mà nếu các bạn tin tưởng thì các bạn có thể thử một lần công thức này của Phương và cho Phương phản hồi nha. Phương cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Phương chúc các bạn thành công. Nếu có thắc mắc xin để lại bình luận, mình sẽ hồi âm sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.